con bướm. Rồi anh này đã sửa diều xong rồi các bạn. Đó, tiếp tục tiếp tục series hư diều tiếp. Tiếp tục series là đâm diều gãy diều. Bữa nay đổi qua thành cây đọt cần câu luôn hả? Em về chưa có thời gian sửa cây kia. À, chơi cây đọt cần câu luôn hả? Cây này là cây này nhiêu tiền vậy đó? 15 ngàn một cây con. Ủa chú gì? Những cái cây này mua ở đâu ra vậy? Mua tiệm cần câu ấy. Không biết là tiệm cần câu ở đâu để con còn mua. Ai anh áo đỏ này. Ủa mày mấy cây ở đâu Dương? Mày lấy nguyên bó cây mua làm gì vậy? Của ai vậy? Cây của anh nhìn thấy anh Long ngồi không? Mình hôm trước đổi sáu. Cháu cháu gì nè, nhìn thấy anh Long trình diều quý hiểu không? Đổi sáu. Sáu dởm. Cây này hết ta, cây này mới ngon. Này của ai đây? Cây này của anh Minh. Cây này nó thật. Này lên nó cong sườn luôn, cong cắm luôn. Thôi không chú. Khỏi cong luôn đó. Cây này cây tên hả? Cứng lắm, cây này anh Minh chắc ngọn này cứng lắm. Cây này làm 2 mét mới được. Thôi để qua coi đúng. Siêu phẩm này các coi. Dốt mình bán cho con 2 mét. Ở ba. Chú. Này này là táp được. Anh đây chú về nhà chú thay cây này. 4 cây, cây bếp 4 cây rồi, quấn chỉ lầu. Quấn đầu, quấn ngọn á, quấn cái gốc này hả? Quấn gốc làm 2 mét rưỡi hả? Tin luôn hả? Thì tin, quấn gốc đi, hoặc là chú lên quận tư á hỏi ông Đặng Thắng á. Ừ, hình như ông lần trước con xem livestream ông có vài cây làm nhiều 2 mét. Rồi, dứt rồi. Rồi, gắp đuôi vô. Mà đuôi của con này đâu rồi chú? Giết nó còn chút xíu luôn. Mà sao chú cắt đuôi làm gì? Đuôi cái to quá, nó không bay được ta. Không, đuôi đó nó chú làm là bay được á. Bay được á hả? Đuôi đó làm là bay được á. Để chú kiếm rồi đây làm vui đây rồi bắt đầu đâm thử đi Long. Đâm thử đây. Bây giờ mình sẽ đi coi siêu phẩm này nha các bạn. Siêu phẩm này là nhiều lần đã bay không được các bạn ơi. Bây giờ là lần chỉnh này thứ N các bạn. Bây giờ lại lại coi bạn Long đâm nha các bạn. Đó. Đi xuống tốt dưới kia luôn chú. Rồi quất đó được rồi á Long. Có gì quất xuống bãi cỏ. Con gái từ đó. Lên. Đó, ngon rồi đó, ngon rồi đó. Đâu rồi, đâu rồi. Xong. Vẫn chưa lên được các bạn ơi. Xuống lấy đâm một cái nữa luôn đi, đang có gió đó nè Long. Đang có gió đó. Đi xuống không có sao đâu, đường đó không sao đâu, đường đó chú đi hoài hồi đó nó không có gì đâu. Đang có gió đó lẹ lên, đang có gió đó lẹ lên.
đang có gió rồi đó, lẹ lên đi, hết gió giờ. Rồi, siêu phẩm 1m8 chuẩn bị cất cánh lại nha các bạn. Rồi từ từ chưa để coi có gió hay lên cái nữa. Rồi đó gió lên đó. Gió rồi. Rồi giật cái Long ơi. Đó. Vô đây các bạn. Đó, sau bao nhiêu ngày giờ mới mới lên được con diều á. Thanh niên Tân múc bằng thanh niên Long múc đằng kia, không có còn chỗ chạy các bạn ơi. Đứng sau rồi kia quá không còn chỗ chạy các bạn, chỗ ngoài đó là người ta rào lại ngay bờ hồ hết chỗ chạy các bạn ơi. Đó, có gió rồi đó. Ra dậy Long ơi, ra dậy đi, lên rồi, gió rồi đó. Thêm dây Long ơi. Đây thanh niên. Đó, thanh niên Long đây. Rồi thêm nữa lên, Bung dây ra đi, dây đi. Không, đang ý gió chú, đang ý gió. Đang lên rồi đó. Không, chú thấy gió đang lên, thật ra con này. Cái này bắt gió kém hả? Bắt kém quá. Cánh nhỏ quá hả? Không, cánh này thì được, tạm được. Tại vì gió ấy. Cho nó lên thêm chút nữa. Cái này lên được đúng không con? Rồi rồi đó, lên rồi. Này gió về là lên được rồi. Từ thôi đâu. Rồi đó. Gió tí nữa, gió giờ vẫn còn ấy quá. Hơi lắc đầu. Con cũng nghĩ vậy á. Thấp lèo lắc đầu à. Tại hồi nãy không nhìn lèo, chú này cột nhanh đâu nhìn lèo. Thấp lèo tí, nó tụt. Nó giống như lắc lư nhiều. Lắc đầu không à. Chú đã lèo đâu? Chú chả biết chú buộc đại. Chú buộc đại. Cũng lên, có gió lớn hả lên à. Nó cong, nó vẫn cứng nhưng mà nhờ cong, cong cái nó lên.
Nói chung gió mạnh tí là con này lên được, gió giờ nó đặt lên được. Ừ. Chú cầm theo kiểu kia để con dễ tuôn dây. Chú cầm kiểu vậy nè, con đứng trước con dễ tuôn. Chú cầm cái này cứ nghe lọc cọc nghe giữa đầu á. Rồi, được rồi thôi, rồi được rồi. Rồi. Rồi lên luôn. Đó lên đó. Rồi. Rồi thêm dây tí nữa. Rồi từ hai rồi rồi. Được rồi. Rồi kéo gió lên tí nữa. Ở trên gió còn dữ quá kìa, sáo nó hú. Đó rồi bung dây đi ra Long. Rồi được rồi, vậy là được rồi, lên rồi. Xong múc chỉ. Rồi ngon, xong. Sau bao nhiêu ngày bây giờ diều chủ diều bây giờ mới lên được các bạn ơi. Sau bao nhiêu ngày từ đâm gãy cho tới đủ các kiểu luôn. Cột đá. Cột đá các kiểu luôn, gãy đuôi, gãy cánh. Không thiếu thứ gì, giờ mới lên được nhiều. Rồi ngon rồi, lên rồi. Cái ấy chú cột chưa? Rồi đi lại đây chơi đây, đá ba luôn thôi. Đây này mua bao nhiêu tiền ký? Cái này thấy nó bán nhiệt phê còn lấy 100.000. Nó cho một cuộn này với thêm một sữa cuộn. Dây này chắc phải cũng chú được. Chú lấy dây 1 ly con thẻ nè. Dây này mà dây 1 ly thải được đúng nhưng không? Mà dây này mà gặp Amiyan có lên được không? Đích chắc luôn. Dạ chú không thích giống dây hồi xưa con thẻ không? Đây này thoải mái sao? Đây này không bao giờ. Nó còn vẳng hơn kìa. Ồ lên chỉnh gió mạnh đó, nó đảo rồi. Lên chỉnh gió mạnh là đảo chịu nổi rồi. Rồi thôi chưa đó thôi anh Long ơi, lên nó gió mạnh á. Sáo chở nó hú quá trời. Cứa vào cái điều sáo, cứa thì sao đứt luôn đấy. À, xuống chú cầm trước này xuống tầm tí thôi, xuống tầm đi thôi. Gió trên nó gió mạnh nhiều này chịu không nổi, nó cứ đảo rồi à. Nó rớt trong khu vực này thôi à. Nằm đứt đâu, dây này đứt gì? Đó đứt. Không, nhưng mà đứt là sợ nó cứa vào nhiều sáo thôi chứ còn không đứt được. Đứt lên sao được. Dây này nó bự hơn chỉ cả nhiều. Dây này phải thả dây còn 22 mét. Lại cột đằng xe máy cũng được, cột đây. Đó mày, con này mà đứt là bay băng qua múc bên mấy nhà bên kia luôn á. Gió trên đang mạnh mày. Gió trên đang mạnh chứ đâu phải gió trên yếu đâu. Rồi được rồi, vậy được rồi. Con này đâu khóa đâu, chú đâu khóa đâu. Hồi nãy con xem nó đèo trên chứ con không xem. Rồi. Đó chú khóa cái phần đầu trên á. Xong. Con này đến 182 mét đâu chú. 1m8. Mét 8 mà giờ cắt công cánh dưới chắc không còn đủ mét 8 quá. Mét còn 4. Đủ không? Còn mét 8 á. Thôi lại đá banh Long ơi, chơi.